美味，嫩又淡。Tôi nhớ nhất là cái khoảnh khắc mà bé nó bắt đầu nó tỉnh lại á, và bắt đầu mà tụi tôi chuẩn bị rút ống cho bé đó. Do đó khi mình rút máy thở ra mình cũng rất là hồi hộp, nhưng mà sau khi mà mình rút ra rồi mà bé nó thở tốt á, mình rất là vui, rất là hạnh phúc.